và bộ lá xanh rất là đậm đà, công nhận cực kỳ đậm và có xanh rất đậm nè và rất là dày. Kính chào quý cô chú anh chị, hôm nay thì em Hạnh quay trở lại với cái ruộng ớt của chị Tiết ở Thanh Bình. Với diện tích này là 8.000 m2 nha bà con, cứ gọi là cứ 22 ngày thì chúng ta bón cái lượng phân để mà thúc chồi. Và đặc biệt hơn có một cái vấn đề em Hạnh muốn chia sẻ với bà con á, thời điểm này là điểm 28 ngày nha bà con, và vừa rồi thì cái cử mà gãy 20-10 của Đức các bà con, cộng với lại cái sản phẩm nữa là ASEAN ROW. ASEAN ROW nó giúp bộ lá chúng ta xanh rất là đậm đà, cực kỳ đậm đà luôn. Màu xanh này phải nói là đẹp cực chuẩn luôn bà con, nó xanh đen kỉnh mà cái lá sờ rất là dày dặn, mà hầu như lá nào cũng vậy. Cái lượng chồi nè cũng rất là tốt, bữa nay là phải giăng dây hết, giăng dây đang kẹp chồi lại, chúng ta không giăng dây là gặp mưa bão là khả năng nó sẽ bị ngã nha bà con. Cái ruộng ớt này đã theo đủ quy trình bên mình, và hiện tại bây giờ chỉ tập trung xịt thuốc ra hoa đậu trái, xanh dày lá với chống săn đọt bằng đầu. Cái thời điểm mà bắn gốc ngăn ngừa héo xanh thì chúng ta cũng thực hiện đủ cái quy trình luôn, tại vì hai cử ngăn ngừa săn đọt héo tranh thì nó xử lý ở cái thời điểm là 25, thời điểm đó là 30 ngày chúng ta phải xử lý cho đầy đặn. Đủ hai cử này thì đảm bảo cây chúng ta là nó nhàn rễ phải hơn. Cây bà con thấy rất là lực nha, cây rất là lực, rất là mập nè, to mập lắm, bông nặng. Cái cây này hơi bị dao lóng nha bà con, tình hình là do cái thời điểm rồi là em Hạnh xác định ở đây là giống ươm trong vườn ươm, nó hơi bị đì cây hơn so với giống ươm tự ươm ở nhà, và cái tuổi nó hơi cứng ngày hơn, nên là mình tiến hành mình cho công thức 20-10-10. À, đúng là công thức sử dụng là 20-20-15, nên cái cây chúng ta hơi dao lóng. Mà đặc biệt hơn nữa là vì cái mình lót nền nó cứng á, rồi giống này là giống ăn phải nông 1-2 là khả năng sinh trưởng cũng khá là mạnh. Thời điểm rồi là em Hạnh cung cấp cái giai đoạn mới có 12 ngày thôi, thời điểm này là nó 28 ngày rồi, cây sinh trưởng khá đều nha bà con, chồi rất là mạnh. Cái ruộng này là em Hạnh chia sẻ bà con chúng ta, đây là những cái ruộng ớt mà theo đuổi quy trình của em Hạnh trọn vẹn, từ thời điểm cây con trong vườn ươm tới cái thời điểm xuống giống, rồi một số vườn là tự ươm nhà là cũng xử lý từ phân thuốc của em Hạnh luôn nha. Và sau đó chúng ta trồng, em Hạnh kết hợp để xử lý cái quy trình kỹ thuật tưới gốc và xịt trên lá. Cái lượng chồi chúng ta là xử lý rất là ổn, nó lên được chẳng tư rồi bạn, 4.000 rồi. Chồi đang phóng này, bắt buộc là phải căng dây ôm chồi nè, chồi gần như bằng cây mẹ nè. Chúng ta có những cái bông là đang đậu trái, chẳng hạn như bông mắt đậu trái, là một số bông này mới có hiện tượng là chuẩn bị nụ thôi. Đây là tổng sơ lược của vườn nha. Cái cử mà 30 ngày là cử bón phân cử tiếp nha bà con. Thì em Hạnh muốn chia sẻ bà con chúng ta là chắc chắn sử dụng cái ruộng này là công thức 20-25 để nâng cái lượng kali lên. Cử phân cử rồi là 8 công mà tốn ra gãy 7 bao. Thì cử này là thấy cây phát triển hơi mạnh quá, chúng ta giật cái lượng phân lại, thì trung bình là 20 kg phân cho một công, để cho mà đảm bảo là cái cây chúng ta cân đối hơn. Cái nếu mà giống cánh phong 04 ở miền Tây thì có thể là tăng lượng phân được tí xíu nha. Cái ruộng này là đã xử lý liên tục là 4 cử dinh dưỡng và 1 cử bắn héo xanh, còn 1 cử nữa là ngày mai là xử lý cái ruộng này thêm 1 lần héo xanh nữa, bắn trực tiếp vào cổ rễ, xong rồi chúng ta bật motor chúng ta xả nước lại gần hệ thống bét này. Nếu xong kết thúc cái cử này là 30 ngày là coi như là ngưng cái quy trình đổ gốc nha bà con. Tiến hành chúng ta xử lý phân là gãy phân NPK, sau đó là chúng ta tiến hành chúng ta xịt để tập trung đậu trái. Mà vấn đề tiếp theo nữa là bộ lá cử rồi có trồng ASEAN ROW giai đoạn 20-22 ngày, có trồng ASEAN ROW nó xanh rất là xanh đậm đà, nhưng mà cử này chúng ta vẫn tiếp tục nữa, tại vì cây chúng ta đang dao lóng thì chúng ta sẽ tiếp tục xử lý cái sản phẩm này để cho cứng cây xanh lá dày dặn hơn. Và bộ lá xanh rất là đậm đà, công nhận cực kỳ đậm luôn, mà con xanh rất đậm nè và rất là dày. Cố gắng ở trên nè, ở trên chúng ta xử lý gì ạ? Ở trên bộ lá là chúng ta đã nụ bông nhiều nè, thì làm gì chúng ta tiếp tục chúng ta phun bộ ra hoa đậu trái và săn đọt. Nhưng mà cái bộ ra hoa đậu trái săn đọt này nó khác xíu xíu so với bộ ra hoa đậu trái thông thường, vì những bộ ra hoa đậu trái thông thường mà con chúng ta có thể kèm thuốc dưỡng cho nó xanh, cái cây nó giữ cái cây. Nhưng mà đối với những cái cây như thế này là chúng ta phải tăng cường những hoạt chất thuốc mà nó dày bộ lá thêm nữa, đặng cho nó đầm cây lại và nó cứng cáp hơn, đặng hạn chế hiện tượng mà dao lóng, khả năng nó sẽ bị rụng bông rụng trái nhiều nha bà con. Đó là những cái lưu ý mà em Hạnh muốn chia sẻ bà con, tùy thời điểm này tùy cây chúng ta mà đã có những cái bộ thuốc cho nó chuyên biệt hơn. Để mà bà con chúng ta mà có cái quá trình mà liên hệ với em Hạnh, bà con có thể liên hệ qua Zalo gửi video xem cây. Bên em Hạnh có bộ phận kỹ thuật đó là xem cây trực tiếp trên cái Zalo đó bà con, thì sẽ quan sát cây chúng ta nó rõ hơn và xử lý thuốc cho nó phù hợp hơn. Nhiều lúc có những trường hợp cũng nghe bà con chúng ta diễn tả nhưng mà diễn tả không hết ý á, thì những cái xử lý thuốc nó không có đạt như mong muốn. Nếu bà con chúng ta liên hệ với bên Hạnh là cố gắng liên hệ với Zalo với 4 điện thoại trên màn hình, thì bên này bên Hạnh luôn luôn trả lời và cũng như là tư vấn bà con. Cảm ơn quý bà con đã quan tâm theo dõi.